Ngày 26 tháng 4 năm 2023, tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần VinFast và ông Phạm Nhật Vượng đã ký thỏa thuận cam kết. Theo đó, trong vòng một năm tới, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ đô cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân. Tập đoàn Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu đô, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ đô với thời hạn tối đa 5 năm. Với tổng ngân sách 2,5 tỷ đô được tài trợ từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup, VinFast sẽ được bổ sung nguồn lực tài chính mạnh mẽ để tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh VinFast đang có những bước tiến ấn tượng ra thị trường quốc tế và liên tục đạt được các kế hoạch đề ra trong sản xuất kinh doanh. Khoản tài trợ cho vay trị giá 2,5 tỷ đô được bổ sung sẽ tạo thêm nguồn lực thúc đẩy, tạo điều kiện cho VinFast tăng tốc phát triển để có thể nhanh chóng đạt được các mục tiêu tăng trưởng trên quy mô toàn cầu. Tại buổi lễ ký kết, đại diện của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng chia sẻ, để xây dựng được một thương hiệu quốc gia có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế là một hành trình đặc biệt khó khăn, thách thức, thậm chí đòi hỏi hy sinh lợi ích trước mắt. Ông Phạm Nhật Vượng hiểu rất rõ điều này và sẵn sàng hiến tặng một phần tài sản cá nhân để tiếp sức cho VinFast trong giai đoạn tăng tốc bản lề nhằm ghi bằng được dấu ấn Việt Nam trên thị trường xe điện thế giới. Bên cạnh đó, sự thành công của VinFast sẽ góp phần thúc đẩy công nghiệp, công nghệ Việt Nam phát triển, đồng thời tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi xanh trên toàn cầu. VinFast là công ty thành viên của tập đoàn Vingroup được thành lập năm 2017, chuyên sản xuất và kinh doanh ô tô, xe máy điện và chuyển hẳn sang thuần điện từ năm 2022. Đến nay, VinFast đã ra mắt thị trường 6 mẫu ô tô điện phủ đủ các phân khúc phổ thông A, B, C, D, E, 1 mẫu xe buýt điện và 9 dòng xe máy điện, đồng thời xuất khẩu sang thị trường nước ngoài gần 3.000 ô tô điện. Tại Việt Nam, VinFast đã bước đầu chinh phục được khách hàng và trở thành thương hiệu quốc dân đang được đông đảo người tiêu dùng yêu thích. Tại các thị trường quốc tế, VinFast đang từng bước gia nhập thị trường với những đón nhận tích cực sau lô xe thứ 2 xuất khẩu sang Mỹ và Canada vào tháng 4 2023. Dự kiến xe VinFast cũng sẽ hiện diện tại Pháp, Đức, Hà Lan ngay trong năm nay.